Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả mọi người vài con váng X5 phiên bản nâng cấp các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 2 giúp em các bác nhá. Vâng ạ, đây là một dòng phiên bản X5 nâng cấp. Vì sao mà nó nâng cấp? Thì thực ra thì bản thân của nó thì nó vẫn sở hữu một cái cấu hình là chạy con chip Panasonic Defy 21375 của Mỹ. Nhưng mà phiên bản này nó có thêm một cái chức năng, đó là chức năng Red Out, có nghĩa là chức năng thêm cổng thu âm bên ngoài, thì rất phù hợp những bác nào mà live stream này, rồi là thu âm những cái chương trình bản nhạc của mình hát, mình thu vào đấy, thì nó rất là hiệu quả cho các bác luôn. Thì là hiện tại bây giờ thì cái con này thì nó thật là nó cũng không có số lượng nhiều, nó chỉ có vài con thôi. Thì là anh em nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em. Toàn bộ là X5 2 nguồn các bác nhá, X5 2 nguồn đấy, vì rất là đẹp luôn. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ các bác rồi, nói chung là đẹp tuyệt vời, không chê vào đâu được luôn các nhá. Máy móc này các bác nhìn này, mới tinh tinh luôn, đẹp luôn. Hai anh năm bãi nhưng mà nó rất là đẹp các bác nhá. Thì phiên bản dạng như kiểu là plus đấy, nó có chức năng cổng thu bên ngoài, còn tất cả mọi thứ nó vẫn hoạt động như một cái chiếc X5 khác bình thường đấy. Có đầy đủ hai cổng chính này, một cổng sen này, cổng sub, hai cổng surround đầy đủ đấy, và vang nhại thì cực hay các bác nhá. Lên 6, đây là tiếng gì bọn các bác nhá. Lên 6, 7, 2, 6 là tiếng gì bọn cực bọn các bác nhá. Lên 6, 7, lên 6. Và giá thành những cái dòng này bên em vẫn không đổi các bác nhá. Và muốn chuyển echo đây. Đấy, ta bấm echo đi nhá. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên 2, 6. 1, 2, 3. Để mà nói dòng X5 này thì nó thật với các bác là eco với dì vật của nó thì đẳng cấp rồi các bác nhá. Chạy chip của Mỹ đấy, đầy đủ eco, dì vật. Và những bác nào mà hỏi là vang này có cổng quang không thì trả lời các bác là X5 nó không có cổng quang. Và bác nào hỏi là vang bãi có Bluetooth không thì em trả lời cho các bác là 99% là vang bãi nó không sử dụng Bluetooth các bác nhá. Để các bác đỡ phải hỏi với các bác là Bluetooth. Thì giá của bên em bán vẫn không đổi, vẫn như các cái dòng X5 khác có X5 hai nguồn, bên em bán bằng giá hết. Giá của dòng X5 này là 2.050.000 một cây thôi nha, bao ship và bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Có bác nào lấy thêm gì vọt à, xin lỗi, lấy thêm dầu mốt em cộng thêm 50.000 nó có thể là cái này em đi mua dùm các bác nhá. Tất nhiên là giá của nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà em gọi là em khuyến mại các bác với cái giá 2.1 tròn. Nhưng bác nào lấy của bên em vàng của bên em thì là 2.050.000 là không có giờ mốt, không có điều khiển. Nhưng 2.1 là có cả điều khiển. Chỉ có mua cả bên em thì bên em mới bán cho các bác với giá này thôi. Còn nếu các bác mua khiển bên ngoài thì chắc chắn là trên 100.000 rồi. Đấy, 100.000 hơn 100.000 rồi. Đấy, cái này thì là giá gọi là ưu đãi cho tất cả anh em mua hàng của bên em thôi. Đấy, 2.1 có cả điều khiển, không có điều khiển là 2.050.000, bao ship và bảo hành 1 tháng cho anh em luôn. Đấy, hàng sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành như các bác luôn nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì hú em câu nhá.